giới thiệu các bạn cái kính áp tròng xuyên mài, các bạn nhìn này, đây con K này. Đấy. Q này. Z này, 10 này, 10 là cái hình dấu cộng này. 9 này, móc chìa khóa này. 7 này. 8 7 này, 6 này. 5 này. 4 này, 3 này. 2 này, át này. Với cái sản phẩm này các bạn có thể nhìn thấy cả chất bài nhá. Đây là con ca cơ. Đây các bạn nhìn cái dấu chấm đấy chưa? Chấm bên phải là con ca cơ. Chấm bên trái thì là con rô, còn chấm gạch ngang ở trên là con chuồn, con tép ấy. Vì đấy 10 này. Nhìn rõ nét chưa? Các bạn chơi bài mà như chơi bài ngửa như này thì rất ok luôn. Đây là mình đeo quay kính thử camera nhá, còn nếu bạn đeo mắt kính áp tròng thật nó gõ gấp 10 lần luôn. Đây con ca này, con ca chuồn này, ca tép này. Đấy. Quy này. Mình cho xe cho các bạn xem con rô nhá. Đây con rô đây, rô là đánh dấu bên này này, con 10 rô này. Các bạn lưu ý cho mình là con 9 và con 10 là con 9 thì dấu cộng, con 10 là cái móc con 9 thì là cái móc chìa khóa, con 10 dấu cộng như này nhá. Đây, con 10 này, con 9 này. Đấy, tại sao phải làm như vậy? Để nó phân biệt con 6, đôi khi nó mới lộn. Đấy, con 6 là rõ ràng con 6 này. Đấy thì bỏ ra, bỏ kính thử ra thì nó như bình thường này. Đấy. Thì hôm nay thì mình giới thiệu cho các bạn cái kính áp tròng nhìn xuyên bài. Trước mặt các bạn cái hộp đỏ hay là cái kính Mỹ 9D nhìn xuyên bài. Đây mình sẽ qua cho bạn xem này, cái cấu tạo của kính nhá. Đây. Bên trong cái hộp kính Mỹ 9D này nó sẽ bao gồm một cái lọ đựng mắt len này, một cây đeo. Đây mình sẽ lấy cho các bạn xem luôn này. Ở đây là cái kính Mỹ 9D nhìn xuyên bài. Khi các bạn chơi ạ, là các bạn đeo cái kính áp tròng vào mắt là các bạn nhìn thấy bài bên nhà mình, thì các bạn nhìn thấy bài như bài ngửa luôn. Đây mình sẽ lấy cho các bạn xem nhé. Cái này rất là dễ đeo. Cái ưu điểm của kính áp tròng 9D nhìn xuyên bài là êm này, không đau mắt, không cộn mắt. Đấy, và rất là bền luôn. Các bạn có thời gian sử dụng vài năm luôn. Vẫn ok. Đây mình cho các bạn xem nhé. Đấy. Khi lấy ra, bạn đặt trên cái cây đeo như này, các bạn áp vào mắt. Đấy là bạn nhìn thấy bài như vừa rồi luôn. Đấy. Cái này rất là êm. Ưu điểm của nó là đeo êm mắt, không đau mắt, không còn mắt. Và thời gian sử dụng được dài. Đấy thì cửa hàng mình có hai trụ sở chính. Đấy. Đó là Hà Nội và Sài Gòn. Các bạn có thể qua trực tiếp để mà các bạn thử test về cái sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài. Thì ngoài cái kính Mỹ 9D thì bây giờ mình còn phân phối những kính nhôm hổng gỗ của Nhật như này. Đấy. Đấy. Và kính Mỹ hộp gỗ. Đây là cái nó sản phẩm này nó rẻ hơn nhưng đeo vẫn ok. Đấy, đeo cũng rất là hiệu quả luôn. Thì về cái mẫu bài á thì có rất nhiều các bạn hỏi là bài nhìn ngoài chợ cái kính này có nhìn thấy không? Mình nói luôn là không nhìn thấy nhá. Bài là phải bên nhà mình cung cấp. Nhưng bài bên nhà mình cung cấp đã được xử lý qua công nghệ thì chỉ bài nhà mình cung cấp thì mới nhìn được thôi. Thế bài có rất nhiều mẫu, chẳng hạn như cái mẫu phổ thông như này, động đánh là đó là 2K2001, hay đọc đúng của nó là DBK2001 này. Đấy, các nhìn thấy chữ 2001 này. Và bài nó 2019 này, rồng đỏ này, rồng vàng này. Đấy. Bài kim cương. Các anh em ở nước ngoài bên mình còn có những cái bạn mẫu bài nhựa. Bài nhựa như này. Hay bài radio như này. Và ở khu vực miền Tây thì có những cái mẫu bài đây bài đô la trắng, đô la vàng. Đấy. Hay bài sải quạt. Thì các bạn cứ qua trực tiếp hai trụ sở ở Sài Gòn, Hà Nội nhá, để các bạn test luôn. Còn không thì qua thì mình sẽ gửi đường bưu điện. Đường xe nào các bạn nhá. Ở video tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn cái máy đánh bài mã vạch. Xin chào tất cả các bạn nghe mình thì công ty máy đánh bài bịp CVK lại làm một cái video để giới thiệu các bạn cái sản phẩm là máy đánh bài bịp mới nhất của hãng. Đầu tiên thì giới thiệu các bạn cái máy đánh bài CAC 700, đấy được ngụy trang trên nền chiếc iPhone 8 Plus. Đấy, rất là đẹp luôn máy. Tiếp theo là một con máy đánh bài CVK 900 được ngụy trang trên một chiếc iPhone 13 Pro. Đấy. Và CVK 680S được ngụy trang trên nền chiếc iPhone 8 Plus. Đấy.
rất là đẹp luôn. Và một con máy bài CVK được ngụy trang trên này là một chiếc máy Samsung. Đấy, tôi sẽ đi vào chi tiết test cho các bạn từng con máy để thấy tốc độ của bài nó như nào nhá. Đầu tiên là tôi test cho máy bài CAC này. Con máy bài là con máy bài mới nhất của hãng CVK, hỗ trợ 12 camera và tốc độ vào bài là nhanh nhất bây giờ luôn. Đấy, đây là một cái dòng máy bài cao cấp của hãng. Mỗi một cái máy bài này thì nó sẽ có một cái mật khẩu riêng chỉ có các bạn mới đăng nhập được. Với cái máy đánh bài này các bạn có thể chơi được tất cả môn bài Việt Nam, ngoài Bắc ở trên ba cây này, liêng, sâm, phẩm, trắng. Trong miền Nam các bạn chơi được bài cào này, bình sập sám này, bình Ấn Độ, gờ hơn lá biểu. Đấy, tôi sẽ test cho các bạn thử cái môn bài đó là môn bài liêng nhé. Khi các bạn chơi ấy, là các bạn không thể để cái loa kia này được, nó sẽ kết nối vào một cái tai nghe như Bluetooth như này. Đấy. Đây, nó sẽ kết nối vào cái tai nghe Bluetooth này, rất là nhỏ và gọn. Đây, cho các bạn xem tai nghe Bluetooth siêu nhỏ của nó này. Đấy, rất là nhỏ luôn. Đấy, tôi vừa đặt cái máy ra nó đọc cái bài đó và nó báo ngay. Đấy, nó rất là nhanh luôn. Đây, đặt nó báo này. Đấy. Môn bài liêng, máy báo 2 là 2 lớn nhất rồi. Đấy. 2 là 7 điểm, 1, 2. Đây, 7 điểm này. Cho bạn xem. 7 điểm là lớn nhất trong cái môn bài bán bài này. Những nhà này số 1 này. Đấy. Nhà này là 5 này. Trong quá trình các bạn chơi nhé, là các bạn phải tăng giảm số người chơi bằng nút âm lượng ở đây. Đấy. Tôi sẽ test cho các bạn một ván nữa này. 5 người chơi. Đấy, tôi sẽ bắt đầu test cho các bạn 5 người chơi này. Máy khi bài mà các bạn chơi bạn đặt xuống là nó báo. Và người ta cắt đi là nó báo tiếp. Đấy. Vẫn 5. Đấy, cắt là báo. Cắt lại các bạn này. Cắt này. Đấy. Yeah. Khi các bạn đặt bài xuống bạn cắt đi nó báo lại tiếp. Năm người chơi mèo báo 2. Đấy. Đây, 7 điểm này. Lớn nhất. Đấy. Những nhà của bạn không qua được cái nhà 7. Đấy, thì test cho bạn qua vậy để bạn thấy tốc độ báo ảnh của nó. Các bạn lưu ý cho mình để báo máy báo là nhanh và chuẩn xác tuyệt đối luôn. Đấy, các bạn lưu ý cho mình như vậy. Cái này thì chơi được rất nhiều môn bài. Tôi sẽ chuyển sang cái môn bài cào ở miền Nam đi. Đây, tôi sẽ chuyển cho các bạn cái môn bài cào nhé. Chuyển môn chơi rất là nhanh luôn, chỉ gần 5 giây là chuyển xong thôi. Đây, môn bài cào này. Bài đặt ngang dọc không quan trọng. Đấy. Máy báo 2. 4 người chơi. Môn bài cào ở miền Nam. Đấy. 1, 2 này, 9 điểm lớn nhất này. Đấy, môn bài cào này. Những nhà còn lại không qua được rồi. Đấy. Tiếp theo, test luôn các bạn một cái môn nữa là môn bài Bình Ấn Độ. Đây là con máy bài CAC 700 mới nhất hiện nay luôn. Test cho các bạn gọi là Bình Ấn Độ này, hay còn gọi là ba cây đôi, hay gọi là Bình Sáu Lá, trong miền Nam là Bình Sáu Lá. Đây. Đặt là báo này. Máy báo 3 này. 1. Bình Sáu Lá là ở trong miền Nam chơi chia là chia 6 lá. Đấy, tôi sẽ cho các bạn xem này. Đây, bài 1, 2, 3, máy báo 3 này. Đây là nhà lớn nhất này. Đấy. Đây là 9, 5. Đấy, chia là xếp này là 9, 5. Đấy, lớn nhất trong cái bán bài này. Những cái nhà này lại nó không thể qua được luôn. Đấy. Thì trụ sở cửa hàng là có hai trụ sở. Một là ở Sài Gòn, hai là ở Hà Nội. Các bạn có thể cho trực tiếp
Rồi tiếp theo thì sẽ test đến con máy CVK900. Tôi sẽ test từng con một. Này tôi sẽ đánh cho các bạn luôn liêng nhá. Con CVK900 tôi sẽ đánh liêng nhá các bạn. Đây, để sẽ để liêng nhá. Đây. 3. Đấy, 3 người, 3. 5 người chơi. Đang cài đặt 5 người chơi này vào 3. Đấy. 1 2 3 này, nhà 3 này. 6 này. Và lớn nhất. Những nhà còn lại không qua được luôn. Đây. Máy báo nó chuẩn xác 100% luôn. Con máy đánh bài CVK900 này các bạn nhìn này rất là đẹp luôn. Hỗ trợ là 13 camera. Đấy. Trên iPhone 13 rất là đẹp luôn. Báo cực nhanh và chuẩn xác. Tiếp theo giới thiệu đến các bạn con máy đánh bài CVK680. Đây. Đây là con máy đánh bài CVK680S. Đấy, test cho các bạn luôn. Môn bài liêng. Đấy, test liêng các bạn nhé. Cái này thì đặt bài ngang dọc quan trọng. Phải đặt bài dọc này. Đấy. Ba, mấy báo ba bốn người chơi đấy các bạn thấy không? Quan trọng là khi bạn đặt bài xuống nó là báo rồi, đấy là tốc độ báo bài của nó là như vậy, đấy chuẩn xăng trăm trăm luôn. Đấy. Bạn nhìn này 1 2 3 này như này, đấy rất là ok luôn, báo chuẩn luôn. Các bạn chơi các bạn tăng người chơi này, đấy tăng lên 5 người chơi này. Khi có người ra vào các bạn bấm cái lương lượng tăng hoặc giảm theo ý các bạn luôn. 1 2 3 4 5, máy báo 5 là 5 lớn nhất rồi. Đấy, liêng luôn này. 3 4 5 liêng luôn này. Đấy, máy báo 5 này. Đấy, rất là chuẩn xác luôn. Cái tiếp theo là một con máy bài tầm trung tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Đây. Đây là máy bài tầm trung, còn một của hãng CVK, máy tầm trung giá rẻ nhá. Không hẳn là rẻ nhưng là tầm trung, mềm hơn những cái dòng cao cấp này. Để test cho các bạn xem luôn bài liêng luôn này. Các bạn muốn biết chi tiết về máy thì các bạn kết bạn Zalo số điện thoại trên để tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn xem luôn. Đấy, quay trên video này nó sẽ không được báo quát hết được. Đây. Đấy, máy 33 4 người chơi. Đấy, bạn ơi, quan trọng là đặt xuống là báo luôn rồi. Đấy, liêng luôn này, 1, 2, 3 liêng này, 5, 6, 7 này. Đấy, chuẩn xác luôn. Thì các bạn nhu cầu mua hàng các bạn đến trực tiếp trụ sở Hà Nội và Sài Gòn nhá. Thì, bên cạnh máy thì còn những cái phụ kiện kết nối như đồng hồ này. Các bạn đeo vào đây các bạn sẽ quét máy báo bài này. Đây là phụ kiện kết nối. Hiện tại Nokia kết nối bao vạch này. Đấy. Ví hay là hộp quẹt đủ hết nhé. Đây là ví. Khi các bạn chơi cái những cái phụ kiện này, những cái máy chủ các bạn để trong người, các bạn đặt cái nào trước mặt này là ok. Đấy, các bạn nhu cầu mua hàng bạn liên hệ trực tiếp Zalo nhé, hoặc số điện thoại đến trực tiếp cửa hàng để mà test. Rồi cảm ơn các bạn xem test. Chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì tôi làm một video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm để anh em chơi một bài lá nào. Kính áp tròng nhìn xuyên bài. Thì bên tôi là có thể nhập khẩu và cung cấp phân phối tất cả những cái dòng kính áp tròng nhìn xuyên bài để giúp anh em chơi. Nhập khẩu từ các nước như Mỹ, Nhật, Hàn. Đấy. Thì trước mặt anh em đây là một cái bộ kính tôi nhập khẩu nó từ Mỹ.
Đấy. Đây. Tôi coi cho anh em xem. Made in USA. Cái bộ kính này là một bộ kính đẳng cấp nhất hiện nay, giúp anh em đeo vào mắt êm mắt, không cộn mắt, và đặc biệt là nhìn bài cực rõ luôn. Đấy, như chơi bài ngược anh em nhá. Và cái bản kính này tôi bảo hành cho anh em 1 năm. Đấy anh em, vấn đề kính này anh em có thể dùng được 3-4 năm. Bên cạnh cái kính của Mỹ thì bên tôi phân phối lên cái kính của Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây, anh em có thể thấy đây. Và cái bộ cái loại kính khác nữa. Đó là kính của hộp gỗ. Kính này cũng là của Mỹ anh em nhá. Đây, tôi cho anh em xem cái hộp nó này. Đây là một cái sản phẩm là đỉnh cao. Tí nữa thì tôi sẽ tháo luôn cho anh em cái mắt để anh em xem. Thì cách sử dụng cái kính áp tròng này như nào? Thì khi anh em đeo vào mắt á, thì anh em nhìn cái bộ bài á, nó như chơi bài của họ anh em nhá. Thì đây tôi sẽ đeo cái kính thử vào trong đấy thì nó, anh em nhìn này. Đấy. Cái bộ bài nó sẽ bình thường thì nó sẽ như thế này. Đấy, bình thường thì sẽ như này. Đấy. Không nhìn thấy mắt thường, không nhìn gì, nhưng mà tôi sẽ đeo kính thử vào trong cái mắt camera. Chắc chắn là cái kính thử thì nó sẽ không được nét bằng khi anh em đeo kính áp tròng này vào mắt được rồi. Nên tôi vẫn đeo cho anh em xem. Đây. Đây anh em nhìn rõ này, như con này con 8 này. Đây. Đấy. Con này là con át này. Đấy. Con này con K này. Cái này có thể nhìn được cả chất anh em nhá. Đấy. Như con này là con Piso này anh em này. Đây anh em nhìn cái góc này. Đấy. Con này là con 2 anh em nhá. Đây con 2 này, tôi sẽ cho gì anh em xem này. Con 2 này. Con 7 này, con 6 này, con 5 này, con 4 này, con 3 này. Rồi khi bỏ kính lại như này. Đấy. Tôi lại đeo kính vào này. Đấy, con 4 này. Đấy, con 3 này. Đấy, anh em chơi bài mà chơi như bài ngược hẳn. Đấy, cái này thì anh em chắc chắn là thắng 100% rồi. Thế thì bên cạnh cái bài phổ thông, bài cái bài lớp K2001 này. Đây thì bài rất là phổ thông ở Việt Nam. Thì nhà tôi còn cung cấp tất cả những mẫu bài khác trên thị trường. Thì nhờ anh em hỏi tôi như này, cái kính này có nhìn được bài ngoài chợ không? Tôi nói luôn là không, phải bên bài bên nhà tôi phân phối nhá. Anh em mua hàng anh em alo trực tiếp số điện của tôi này 0984 80 49. Còn đại lý lớn trong cái lĩnh vực cung cấp cái thiết bị ở cờ bạc bịp ở Sài Gòn cũng như Hà Nội. Đấy thì bài bên nhà tôi phân phối tất cả mẫu bài, từ cái bài nước ngoài, những mẫu bài nước ngoài đấy như này, và những cái bộ bài rồng đỏ và rồng vàng như này. Đây những cái bài này ở ngoài Bắc chơi rất là khủng, kinh khủng luôn. Đây, tôi sẽ cho anh em xem từng bài, cái bài rồng vàng như nào này. Đấy, anh em đeo và anh em nhìn thấy bài như bài ngược luôn này. Còn đây là rồng đỏ này. Anh em này. Đó, cái hộp của nó đây này. Thì bên cạnh cái rồng đỏ, rồng vàng thì có bên đó còn cái bài nhựa. Bài hộp nhựa như này. Đây là bài nhựa nha anh em nhá. Ngoài bài nhựa thì bên tôi còn có cái mẫu bài khác nữa để cho anh em khu vực miền Tây chơi. Đó là chính là cái bài đô la vàng. Đây anh em này. Đây là cái bài đô la vàng anh em nhá, anh em nhìn hộp này. Đô la này, bài đô la này anh em này. Đấy. Một số anh em miền Tây rất là hay chơi cái bài đô la vàng, đô la trắng này. Đấy. Anh em nhìn lại xuống hạ tôi này. Đấy thì và cái bài phổ thông khác nữa cũng rất nhiều anh em chơi, đó là cái bài cúc áo. Tôi cho anh em xem qua cái hộp nó.